xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, sách Chân Trời Sáng Tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 4: Kỳ nghỉ. Bài 1: Âm N và âm M. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh sau và cho cô biết trong tranh chúng ta thấy những hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh chúng ta quan sát thấy có rất là nhiều hình ảnh. Ở đây là hình ảnh gia đình, một gia đình đang đi tham quan du lịch vào kỳ nghỉ hè đấy các em ạ. Ở đây khi đến tham quan khu du lịch thì chúng ta thấy bố đang bế em bé và chỉ cho em bé đây là quả me ở trên cây đấy. Tiếng me có chứa âm M. Còn ở đây là hình ảnh em bé có chiếc nơ buộc tóc trên đầu rất đẹp. Tiếng nơ có chứa âm N đấy. Bên cạnh đây chúng ta nhìn thấy những cây nấm. Cây nấm, tiếng nấm có chứa âm N. Và ở bên cạnh đây chúng ta thấy có hồ và có người đang nuôi cá đấy. Như vậy trong bức tranh chúng ta đã tìm ra được một số tiếng có chứa âm N và âm M. Và đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Cô giới thiệu với các em, đây là chữ N in hoa, đây là chữ N in thường, đây là chữ M in hoa và đây là chữ M in thường. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Các em hãy lắng nghe cô giáo đọc nhé. N. Mời các em nghe lại. N. Âm N khi phát âm, luồng hơi đi ra bị cản lại, do đó âm N được gọi là phụ âm. Bây giờ các em hãy phát âm lại cho cô 3 lần nhé. Tiếp tục, cô giáo giới thiệu với các em, đây là mô hình tiếng nơ. Tiếng nơ có âm N đứng trước, âm Ơ đứng sau, thanh ngang. Và chúng ta sẽ đánh vần tiếng này như sau: N, Ơ, N. Mời các em đánh vần lại nào. Trong tiếng N thì âm N là phụ âm sẽ đứng trước nguyên âm Ơ. Trong tiếng N có chứa âm N mà hôm nay chúng ta học đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau quan sát bức tranh. Cho cô biết trong bức tranh đó là hình ảnh cái gì? Các em ạ, đây chính là hình ảnh cái nơ. Cô giáo có tiếng sau. Nơ. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết tiếng nơ có chứa âm gì mà hôm nay chúng ta học? Tiếng nơ có chứa âm N mà hôm nay chúng ta học đấy. Đây là vị trí của âm N trong tiếng nơ. Tiếng nơ có âm N đứng trước, âm Ơ đứng sau, thanh ngang. Chúng ta đánh vần như sau: N, Ơ, Nơ. Mời các em đánh vần lại nào. Chúng ta đọc là Nơ. Mời các em đọc lại. Chúng mình cùng nhau đọc lại bài nhé. N, N, Ơ, Nơ. Nơ. Như vậy vừa rồi chúng mình đã học được âm mới, đó là âm N. Tiếng mới đó là tiếng nơ. Bây giờ chúng mình sẽ làm quen với âm mới nữa nhé. Cô giáo giới thiệu với các em, đây là âm M. Nghe cô giáo phát âm. M. M. Các em ạ, âm M khi phát âm, luồng hơi đi ra bị cản lại, do đó âm M cũng được gọi là phụ âm. Cô mời các em hãy phát âm lại 3 lần. Cô giáo có mô hình tiếng sau. Đây là mô hình tiếng me. Tiếng me có âm M đứng trước, âm E đứng sau, thanh ngang. Và chúng ta đánh vần như sau: M, E, me. Mời các em đánh vần lại nào.
trong tiếng Me có âm M mà hôm nay chúng ta học đấy. Tiếp tục các em quan sát cho cô giáo bức tranh sau, cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì. À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh quả me đấy. Quả me khi chín thì ở trong ruột có màu nâu đậm các em nhé. Và ăn thì có vị chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon. Cô giáo có tiếng sau. Me. Mời các em đọc lại nào. Tiếng me có âm M ghép với âm E. Âm M đứng trước, âm E đứng sau. Và trong tiếng me có chứa âm gì mà hôm nay chúng ta học? À các em ạ, tiếng me có chứa âm M mà hôm nay chúng mình học đấy. Đây là vị trí âm M trong tiếng me. Chúng ta đánh vần như sau. M, E, me. Mời các em đánh vần lại nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã học được âm mới nữa, đó là âm M. Tiếng mới đó là tiếng me. Chúng mình cùng nhau đọc trơn lại cả bài nhé. M, M, E, me, me. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần 2, đó là phần luyện đọc. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết. Hôm nay chúng ta sẽ luyện viết chữ ghi âm N, chữ N, chữ ghi âm M và chữ me. Các em hãy quan sát, đây là chữ N. Các em hãy cho cô biết chữ N có độ cao là mấy ly? À các em ạ, chữ N có độ cao là 2 ly. Cho cô biết độ rộng của chữ N là mấy ly? À chữ N có độ rộng là 3 ly rưỡi đấy. Và khi viết thì gồm có 2 nét. Nét 1 đó là nét móc xuôi. Và nét thứ 2 đó là nét móc hai đầu. Các em hãy quan sát quy trình viết nhé. Đặt bút ở giữa đường kẻ 2 và đường kẻ 3. Chúng ta viết nét móc xuôi từ trên xuống dưới. Từ điểm dừng bút của nét 1, chúng ta xiên nia bút lên đường kẻ 2 để viết tiếp nét móc hai đầu. Có độ cao là 2 ly. Chúng ta sẽ viết nét móc hai đầu và điểm dừng bút của con chữ N. Đó là ở trên đường kẻ số 2. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ ghi âm N. Tiếp tục các em hãy quan sát cho cô giáo chữ ghi âm M. Chúng ta thấy chữ ghi âm N và chữ ghi âm M có nét giống nhau. Đó là nét 1 và nét 3. Và chữ ghi âm M khác với chữ ghi âm N là có thêm nét 2, đó là thêm một nét móc xuôi nữa. Các em hãy quan sát quy trình viết như sau. Chữ ghi âm M có độ cao là 2 ly và độ rộng là 4 ly rưỡi, là 5 ly. Quy trình viết như sau. Nét 1 đó là nét móc xuôi. Nét 2 cũng là một nét móc xuôi. Nhưng độ rộng của nét móc xuôi thứ hai sẽ rộng 1 ly rưỡi, còn nét móc xuôi thứ nhất thì rộng 1 ly. Nét thứ ba đó là nét móc hai đầu. Điểm dừng bút ở trên đường kẻ 2. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ ghi âm M. Bây giờ cô giáo hướng dẫn các em viết chữ N và chữ me nhé. Chữ N gồm có hai con chữ ghép lại với nhau, đó là con chữ N và con chữ Ơ. Con chữ N có độ cao là 2 ly và con chữ Ơ cũng có độ cao là 2 ly. Các em hãy quan sát quy trình viết như sau. Đầu tiên chúng ta viết con chữ N có độ cao là 2 ly. Từ điểm dừng bút của con chữ N, chúng ta lia bút viết tiếp con chữ Ơ có cùng độ cao là 2 ly. Chúng ta lưu ý là dấu phụ của con chữ Ơ chúng ta để ở bên phía tay phải. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ N.
Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em viết chữ me. Chữ me gồm có hai con chữ ghép lại với nhau, đó là con chữ m đứng trước, con chữ e đứng sau. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ viết con chữ m có độ cao là 2 ly. Từ điểm dừng bút của con chữ m, chúng ta sẽ viết liền nét sang con chữ e có cùng độ cao là 2 ly. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ me. Như vậy vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các em quy trình viết chữ ghi âm n, chữ ghi âm m, chữ nơ và chữ me. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Chúng mình cùng quan sát cho cô giáo bức tranh sau và cho cô biết trong tranh chúng ta thấy đó là quả gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh quả na đấy. Cô giáo có tiếng sau: na. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết trong tiếng na có chứa âm gì mà hôm nay chúng ta học? À, trong tiếng na có chứa âm n mà hôm nay chúng ta học đấy. Hãy chỉ cho cô giáo vị trí âm n trong tiếng na nhé. Đây là vị trí âm n trong tiếng na. Âm n đứng trước, âm a đứng sau. Thanh ngang, chúng ta đánh vần như sau: n a na. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục chúng ta cùng nhau quan sát bức tranh. Cho cô biết đây là quả gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh quả mơ đấy. Cô giáo có tiếng sau. Mời các em lắng nghe cô đọc mẫu. Mơ. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết trong tiếng mơ có chứa âm gì mà hôm nay chúng ta học? À, trong tiếng mơ có chứa âm m mà hôm nay chúng mình học đấy. Hãy chỉ cho cô giáo vị trí âm m trong tiếng mơ nhé. Đây là vị trí âm m trong tiếng mơ. Âm m đứng trước, âm ơ đứng sau, thanh ngang. Chúng ta đánh vần như sau: m ơ mơ. Mời các em đánh vần lại nào. Chúng mình cùng nhau đọc lại hai tiếng này nhé. Na, mơ. Tiếp tục chúng mình cùng nhau quan sát bức tranh tiếp theo. Cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh chiếc cano đấy. Cano là một phương tiện giao thông đường thủy. Cô giáo có tiếng từ sau: cano. Mời các em đọc lại nào. Từ cano là từ gồm có hai tiếng, tiếng ca và tiếng nô. Tiếng ca đứng trước, tiếng nô đứng sau. Cho cô biết trong từ cano thì tiếng nào có chứa âm n? À, trong từ cano thì tiếng nô có chứa âm n đấy. Đây là vị trí âm n trong tiếng nô. Chúng mình đánh vần lại nhé. N ô nô. Ca nô. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh tiếp theo. Cho cô biết đây là con cá gì? À các em ạ, trong tranh đó là con cá mè đấy. Cá mè là một loài cá nước ngọt. Cô giáo có từ sau: cá mè. Cô mời các em đọc lại nào. Từ cá mè gồm có hai tiếng, tiếng cá và tiếng mè. Tiếng cá đứng trước, tiếng mè đứng sau. Cho cô biết trong từ cá mè tiếng nào có chứa âm hôm nay chúng ta học? Trong từ cá mè thì tiếng mè có chứa âm m mà hôm nay chúng ta học đấy. Chúng mình đánh vần lại nào. M e me huyền mè. Cá mè. Chúng mình đọc lại hai từ này nhé. Ca nô. Cá mè. Tiếp tục, bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc câu ứng dụng nhé. Cô giáo đọc mẫu, các em lắng nghe. Ba mẹ cho bé đi
Kano. Đầu câu được viết hoa chữ 3, đó là chữ bờ in hoa, và cuối câu có dấu chấm. Chúng mình nghe cô đọc lại lần 2 nhé. Ba mẹ cho bé đi cano. Cô mời các em đọc lại nào. Cho cô biết trong câu mình vừa đọc thì tiếng nào có chứa âm m? Trong câu mình vừa đọc thì tiếng mẹ có chứa âm m đấy. Đây là vị trí âm m. M em me nặng mẹ. Mời các em đánh vần lại nào. Cho cô biết trong câu này tiếng nào có chứa âm n? Đó là tiếng nô đấy. Tiếng nô có chứa âm n. N ô nô. Mời các em đánh vần lại nào. Cô giáo hướng dẫn các bạn đánh vần và đọc trơn câu này như sau. B A ba, M E me nặng mẹ, chờ O cho, B E be sắc bé, D I đi, C A ca, N O nô. Ba mẹ cho bé đi ca nô. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta đánh vần và đọc trơn lại câu này nhé. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc tiếng từ và câu có chứa âm m và âm n rồi đấy. Tiếp tục bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần mở rộng. Các em hãy quan sát cho cô giáo các bức tranh sau. Cho cô giáo biết trong bức tranh thứ nhất chúng ta thấy đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh thứ nhất đó là hình ảnh con nai đấy. Cô giáo có tiếng sau. Nai. Mời các em đọc theo. Nai. Trong tiếng nai có chứa âm n. Tiếp tục bức tranh thứ hai, đó là con gì? Trong bức tranh thứ hai đó là con mèo đấy. Mèo. Mời các em đọc lại theo nào. Mèo. Tiếng mèo có chứa âm m. Tiếp tục bức tranh thứ ba, cô giới thiệu với các em đây là hình ảnh con mực đấy các em ạ. Cô giáo có tiếng sau. Mực. Tiếng mực có chứa âm m. Như vậy vừa rồi chúng mình đã phát triển và mở rộng thêm được một số những tiếng có chứa âm n và âm m rồi đấy. Về nhà các em hãy tìm thêm một số tiếng từ và câu có chứa âm m và âm n nữa nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.